không phải là cái đêm meet night bình thường mà cái đêm tổ chức cho tất cả các anh chị có birthday trong tháng 3. Thì ra Duyên có cái list ở đây là có đến 6-7 người có đến birthday trong tối hôm nay. Đó là birthday chị Tina Jim. Đâu rồi, chị Tina Jim rồi, giơ tay lên cho mọi người thấy. Yeah, you go. À, em kêu đến đâu các chị bỏ tay lớn lên nha để cho không khí nó sôi nổi nha. Và anh Phước. Alright, trong nhóm nó cũng có 2 người. Vâng, chị Hiền đó ơi. Dạ, yeah, chị Hiền ở dưới nha. Rồi, chị Hiền là nãy sợ nấu ăn cho các anh chị rất là chuyên nghiệp. Rồi anh Lộc hôm nay hình như là Hudson. Anh Hưng đó ơi. Dạ, yeah, đứng lên cho mọi người thấy lên nha. Cái cánh tay nó giơ lên liên tục 4 tháng 4 tuần liên tục. Rồi sau đó là chị Tâm đó rồi. Đấy, không những nhau mà còn có bó bông nữa. Rồi, tối hôm nay là chúng ta có tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người. Tháng trước cũng có 7 người. Cái con số 7 sao mà nó hợp dễ sợ nha. Một tháng nữa mà 7 người nữa là mình phải đi lên bác mình đánh ba số 7 nha cái gì. Rồi, thì một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều đã đến chung vui ủng hộ. Cũng như là chúc mừng cho các anh chị có birthday tối hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất nhiều và chúc tất cả các anh chị có một đêm thật là vui trong đêm midnight này như birthday tháng 3 cho các anh chị có birthday. Xin các anh chị một tràng pháo tay thật lớn được không? Bây giờ cũng bắt đầu đã tưng bừng rồi, 8 giờ rưỡi là bắt đầu tưng bừng hơn tại em bắt đầu em nói rồi, bây giờ 8 rưỡi em chưa có nói. Rồi, xin mời anh Sơn lên cho bản nhạc cha cha cha. Rồi xin các chị một tràng pháo tay cho anh Sơn. Đến đêm tối thứ 6 tại Diva chúng ta có những cái niềm vui, những cái niềm hạnh phúc và những cái hình ảnh rất là đẹp, đó là những hình ảnh kỷ niệm để mà chúng ta lưu trữ sau này. Và sau đó chị Diễm Ý trên bản nhạc bản nhạc Silo luôn và chị Đại Trang trên bản nhạc Techno. Em kêu trước 3 người nha để các anh chị chuẩn bị bài vở cũng như là chuẩn bị sức lực luôn nha.